Nhảy đi mày, nhảy đi mày. Tăng 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 tăng. Ồ ơ dí dầu của dáng đông đinh, của chị lắc lẻo dập gần khó đi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Bèo. Chào mừng tất cả các bạn đã tới với video của Chứ Hoài Bảo. Ok, chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu vào chủ đề chính luôn ha. Thì hôm nay bà làm cái video này á, là để nói về một cái vấn đề, không là để kể về một cái trải nghiệm mà mình đã trải qua và mình thật sự là mình rất là muốn chia sẻ với các bạn và share với các bạn cái sự vui sướng này. Chủ đề của video hôm nay của mình đó là mình đã thuyết phục mẹ mình cho mình nuôi mèo như thế nào. Ơ lộn, nuôi chó và mèo như thế nào. Nếu như mà các bạn nào có follow mình hoặc là các bạn nào có xem ly kể chuyện ma của mình vào cái tập mới gần đây mà mình còn tóc đen á thì các bạn sẽ thấy một cái đuôi xanh xanh, một cái đuôi xám xám của em nó, chắc chắn là các bạn biết rồi. Và sau đó thì chỉ có uống nước từ từ thôi má. Nó phải chắc bảo phải mua cho nó cái bình mà kiểu mà cái bình cao để nó uống nhiều hơn, nó uống mà nó cứ khực 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 gì, uống bằng tô á, nó xịt hoài à, nó uống nhanh quá đó. Thì á, như các bạn cũng biết á là nhà mình, anh em mình có nuôi chó với mèo, là nuôi combo luôn á má, là một lần là nuôi chó với mèo luôn. Và mẹ mình thì đó giờ mẹ mình rất là không thích chó với mèo luôn á các bạn. Không phải là mẹ mình ghét động vật hay cái gì hết, nhưng mà kiểu giống như là nói chung là các bạn xem video này thì các bạn sẽ rõ ha. Ok, bắt đầu thôi. Thì đầu tiên mình phải kể về cái việc mà mình đã nhận nuôi hai bé Bèo và bé Béo của mình như thế nào. Bé Bèo là con Mèo, bé Béo là con Chớt. Ok, nó lại liếm chim đằng kia nữa rồi. Cái hôm đó là mình nhận nuôi cả hai con luôn. Thì á, đầu tiên là mình đi tới cái chỗ của bé Bèo trước. Thì mình có hẹn với người ta là 3 giờ. Thì khi mà 3 giờ mình tới trên cái đoạn đường mình đi á, trời nó mưa rất là tầm tã luôn. Trời rước, đi rước con về mà mưa gió bão bùng mà nó giông tố luôn á. Cái anh mình mới kêu trời ơi không biết hả, là lát hồi rước về thì có bị gì hay không, kiểu mà giống như là tại vì trời mưa quá á, cái mà do là hả hai anh em mình rất là nôn nóng gặp con á nên quyết định là đội mưa đi luôn. Mà quận của bé Bèo ở thì lại là quận 6, còn mình thì lại ở quận 3. Nó rất là xa mà anh em mình vẫn đội để đi rước con về. Mà trên đường rước con về á, anh mình á mới gọi là lo lắng, anh mình rất là tiêu cực luôn. Anh ta muốn đó các bạn, cực kỳ tiêu cực luôn. Anh nghĩ là trời ơi má, có khi nào mà đem con về cái tự nhiên trời mưa cái con mình bị bệnh hay gì không, trời mà khi mà nhận đem con nó về mà trời vẫn còn mưa thì sợ con bị ướt. Cái xong rồi mình mới nghĩ tích cực, mà mình nói với anh mình luôn. Bởi vậy Bảo mới nói với các bạn phải suy nghĩ tích cực, always suy nghĩ tích cực cho Bảo. Bảo biết kêu là khi mà mình tới cái chỗ của bé Bèo á thì chắc chắn trời sẽ hoang mây tạnh và trời sẽ nắng đẹp, đường khô ráo y như rằng luôn. Khi mà mình với lại anh của mình vừa tới cái chỗ của bé Bèo xong nha các bạn, oh my god, vừa đứng ngay cái trước cửa hàng thôi trời tạnh mưa luôn á, trời hoang mây tạnh. Chơi từ từ thôi má, trời đất ơi, mình có mua con nhím nhỏ đó, giờ nó còn nó cào đó, nó ngứa tai, sắp mua cái cây cào móng cho nó rồi. Rồi thì khi mà tới nhận á bé Bèo á thì ban đầu á anh mình không có thích gọi là nuôi mèo cho lắm, mà mình lại rất là thích. Các bạn biết rồi, mèo bệ hạ mà. Thì anh mình có nói là mèo rất là chảnh, mình mới nói với anh mình là yên tâm đi, khi mà mình tới đó. Bởi vì các bạn, Bảo luôn suy nghĩ tích cực trong từng hoàn cảnh, các bạn hiểu không? Các bạn phải suy nghĩ là thậm chí bây giờ các bạn đi từ đây tới trường học, các bạn phải suy nghĩ là mình sẽ tới trường học một cách bình an và vui vẻ, không bị gì cả. Phải suy nghĩ như vậy. Cái mình mới suy nghĩ là mình mới nói với anh mình là chắc chắn mình khi mà mình tới đó thì sẽ có một bé mèo quấn chủ chạy lại với mình và sẽ rất là thích mình, sẽ rất là âu yếm mình. Đúng thiệt luôn, khi mà mình vừa bước vào trong cái thôi Bèo,
mình vừa bước vào trong cái cửa hàng á mà có bé beo ở trong á, trời, mở cửa ra cái hả, là khi mà cái anh đó mở ra cho bé mấy cái bé ra á để tụi mình xem coi thích bé nào thì sẽ nhận nuôi bé đó đó. Oh my god, bé beo á là cái con duy nhất mà bước lại gần chân của Bảo, với lại anh Bảo luôn nha, nó đẩy cái đầu nó gì nè má, rồi nó vậy nè, nó khôn ghê. Má nó khôn dễ sợ, nó biết rằng là mình sẽ tới nhận nuôi đó đó. Cái xong rồi, thế là Bảo với anh Bảo quyết định là nhận nuôi bé Beo luôn. Và đem bé Beo về là cho bé Beo đi gặp em trai của bé Beo. Bởi vì bé Beo là sinh ngày mấy ha? Gì? Bé Beo sinh ngày mấy? Beo hả? Beo sinh ngày 25 tháng 5. Ok, bé Beo sinh ngày 25 tháng 5 à, cho nên hả? Mình với lại anh mình mới chở bé Beo tức tốc xây quận 8 nữa, lại một cuộc hành trình nữa. Và Bảo nói các bạn nha, sau khi nhận bé Beo xong á, như y như lời nói luôn, trời quang mây tạnh, cho tới khi về nhà luôn nhận bé Béo á, là cái con chó friend bull á, trời ơi, khi mà tới đó nha, mình nhận nuôi bé Béo xong là mình đã xác định là mình tới là mình đã lấy bé Béo rồi các bạn, đúng không? Là tại vì hả, cái trại đó là cái trại của bạn Bảo, khi mà Bảo tới thì Bảo bút bé Béo về thôi, Bảo quắt bé Béo về luôn. Và trên đường về nó rất là hoang mang tạnh, rất là vui vẻ, hai con Béo bé Béo á nó cũng rất là vui, nó cũng không có mệt nữa, nó rất là khỏe luôn. Khi mà mở ra chơi một cái thôi là con Béo á, nó Bảo còn nghĩ rằng là con Beo á nó sẽ hơi lạ nhà và nó phải hơi rụt rè một chút. Không má, trời ơi, nó chào nó quẩy, trời, nó Villa House, trời. Thật sự là mình không biết rằng như là con Beo của mình là nó biết nhảy Villa House, bởi vì mỗi lần nó liếm, nó liếm tay nó là liếm vậy nè các bạn. Trời, con Beo á, con mèo mình á, nó chơi Villa House á các bạn, nó liếm tay nó vậy nè. Nó phải dậy nha, nó không như con bình thường là vậy thôi. Mày đi vòng vòng hoài nha. Đó, mình nói thiệt cái mình mua đồ chơi cho Béo với Béo rất là nhiều, nhưng mà tụi nó thích chơi bao đi lông không à. Không hiểu sao. Mình mua được, mình nói thiệt nha, mình mua đồ chơi cho Béo với Béo rất là nhiều, nhưng mà tụi nó toàn thích chơi bao đi lông không à. Cái khi mà mình về á các bạn, cái anh mình lại có một nỗi lo nữa. Thật sự là các bạn phải luôn tích cực đi, bởi vì mẹ mình rất là ghét mèo và chó. Không phải là ghét mèo và chó, nhưng mà là tại vì á là mẹ mình sợ dơ thôi các bạn, đúng không? Cái tâm lý phụ huynh luôn là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyên mục mình đã thuyết phục mẹ mình nuôi chó và mèo như thế nào ha. Ok, mình thú thật á là mình nuôi bé Beo và bé Béo 2 tuần. Cái gì 13? Tự nhiên ông chu đầu đã hết hồn. Thì 2 tuần đó hoàn toàn mẹ mình không biết. Và anh mình khi mà ban đầu đưa Beo và Béo về, anh mình rất là lo, rất là worry. Nói chung là mình mới lúc nào cũng, anh mình cũng kiểu trời ơi, có khi nào mà mẹ có thể nghe được cái tiếng của con Beo với con Béo không. Rất là sợ, bởi vì tụi nó còn nhỏ mà tụi nó hay nhõng nhẽo á. Tại vì tụi nó cũng chỉ mới có 3-4 tháng rồi, có con Béo thì chỉ mới 2 tháng mấy thôi. Nó rất là nhõng nhẽo, nó hay kêu á. Rồi á thì mình mới nói với anh mình là không sao cả. Anh mình mới nói không sao là không sao sao. Hồi đó thì anh mình mới nói là hồi đó mày không nhớ hả, ba mình á có con chim á, nó bị thương ở ngoài, ba mình mang về nuôi ở trên sân thượng để nuôi cho nó khỏe rồi thả nó đi, mà mẹ con chim, tiếng con chim kêu như là chim, mà mẹ ở tư chuốt trên sân thượng nha má, mà mẹ mình vẫn nghe được, còn huống chi là tiếng con mèo với con chó. Nó lớn như vậy, tại sao mẹ mình không nghe, tại sao mà mẹ mình không nghe được? Anh mình suy nghĩ như vậy, tiêu cực như vậy, thì mình mới nói như vậy nè. Cái vấn đề nó nằm ở đây như thế nào? Mẹ mình á, thật sự là không có ghét chó mèo. Mẹ mình là chỉ ghét anh Tý thôi. Anh Tý là con chùa tét, con giáp đầu đấy, của 12 con giáp đấy. Mẹ mình chỉ ghét anh Tý thôi. Và cái tiếng con chim nó rất là giống tiếng của anh Tý, cho nên mẹ mình đã bị ám ảnh anh Tý rồi. Cho nên khi mà tiếng của con chim kêu á, thì nó sẽ thu hút sự chú ý của mẹ mình liền. Còn cái việc mà con Béo và con Beo kêu á, thì mẹ mình chỉ đơn giản nghĩ rằng một con mèo hoặc một con chó nào của một nhà nào đó nó kêu thôi. Bởi vì mẹ của Bảo biết rằng căn bản của mẹ Bảo là không hề ghét chó và mèo. Chỉ là mẹ Bảo không có thích dọn thôi các bạn, đúng không? Mẹ Bảo không thích dọn phân thôi, mẹ Bảo không thích dọn nước đái thôi. Căn bản là mẹ Bảo rất là yêu chó mèo. Thì Bảo mới giải thích cho anh Bảo như vậy. Và đúng, để cho anh Bảo kiểu mà để bình tĩnh lại á, thì đúng thiệt là 2 tuần đó mẹ Bảo không biết luôn. Bảo quyết định á, là để cho mẹ biết á, là bằng cách quay video giới thiệu bé Béo.
Thì sau khi giới thiệu bé bé sau khi biết giới thiệu bé béo ở trên kênh YouTube của anh Mammoth TV á, thì mẹ Bảo bóc điện thoại lên gọi Bảo liền, mà biết chắc chắn là Bảo có ý đồ hết. Và bây giờ Bảo sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà Bảo đã thuyết phục mẹ Bảo như thế nào. Đoạn này mới tới đoạn thuyết phục hơi dài ha, nhưng mà các bạn phải nghe đi, ly kỳ lắm má, rất là drama. Các bạn có biết rằng sau khi mà đăng video bên kênh anh Mammoth TV á, cái video ở đây nha, mình sẽ để hình bức hình ở đây cho các bạn, và mình sẽ để cái link ở bên dưới để cho các bạn có thể vào xem ha. Sau khi đăng xong thì mẹ mình lập tức gọi điện thoại cho mình. Mẹ mình nói với một cái giọng rất là drama, rất là lớn. Mẹ mình nói vậy nè: Tuấn, con nuôi chó hả? Ủa, ngộ nghĩnh nhỉ? Cái này ngộ nghĩnh nhỉ là Bảo thêm vô nha. Mà mẹ Bảo cho nó vậy nè: Ủa, sao nhà có thành viên mới mà tao không biết vậy ta? Tại vì cái tựa đề của cái video của anh Mammoth là giới thiệu thành viên mới á. Xong rồi mẹ nói: Sao mẹ không biết gì hết chứ, hết trọi vậy? Nhà mình có thành viên mới hả con? Mẹ Bảo cũng xéo sắc lắm. Cái xong rồi Bảo mới trả lời: Cái lúc này các bạn phải thật sự bình tĩnh. Thật sự bình tĩnh, các bạn không thể nào có nuôi có sao đâu, các bạn không được như vậy nha. Nuôi có sao đâu mẹ, không được như vậy nha. Không được. Các bạn Bảo thì Bảo lúc đó Bảo trả lời vậy nè: Dạ đúng rồi đó mẹ. Trời má bình tĩnh dễ sợ luôn. Dạ đúng rồi đó mẹ, con nuôi được hơn 2 tuần rồi. Mẹ Bảo cảm thấy Bảo bình tĩnh quá, mẹ nói là: Vậy ai dọn cứt cho nó? Các bạn hiểu không? Cái xong rồi Bảo mới, các bạn thấy đó, Bảo đã phủ đầu bằng câu đầu tiên là con đã nuôi được 2 tuần rồi. Và câu sau khi mà mẹ Bảo hỏi cái câu là ai dọn cứt cho nó, thì Bảo sẽ trả lời như thế này. Bảo đã trả lời như thế này chứ: Thì con nuôi hơn 2 tuần nay rồi, thì con dọn chứ ai dọn. Mẹ Bảo không nói gì hết. Mẹ do là quá thấy Bảo bình tĩnh như vậy, mẹ Bảo mới nói một câu cuối để chốt hạ rằng: Mày đợi đó, tối nay tao về tao xử. Thì các bạn biết rồi đó, Bảo đâu thể nào mà để cho mẹ Bảo về rồi mới xử được. Bảo đi ra ngoài chỗ bán của mẹ Bảo luôn. Bởi vì á, khi nếu mà các bạn á, nếu mà lúc đó Bảo để cho mẹ Bảo về nhà rồi mình mới nói chuyện á, thì lúc này mẹ Bảo sẽ đi lên tìm con Beo và con Béo, chắc chắn một điều rằng mình sẽ khó bảo vệ con mình lắm. Cho nên mình phải phủ đầu trước bằng cái cách đi ra ngoài mẹ nói luôn, chứ không thể nào mà để mẹ về nhà rồi mẹ sẽ tiếp xúc với con Beo và con Béo. Thì cái việc mà khi mà mẹ nhìn thấy thì mẹ sẽ càng sôi máu hơn nữa. Cho nên Bảo đã quyết định bằng cách là đi ra ngoài mẹ để nói chuyện với mẹ luôn. Khi mà Bảo ra đó thì các bạn biết rồi, Bảo biết rằng mẹ Bảo gồng. Bảo biết rằng mẹ Bảo gồng, mẹ Bảo ngồi vậy nè. Đó, mẹ Bảo ngồi như chị 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vậy má. Mẹ Bảo thấy Bảo chạy xe tới nha má. Cái rồi mẹ Bảo nhìn Bảo vậy nè. Bảo biết mẹ Bảo gồng, mẹ Bảo nhìn vô cái iPad để gồng đó. Cái xong mà Bảo chạy tới: Mẹ, mẹ uống trà sữa không? Lúc đó Bảo rất là biết mẹ Bảo thích trà sữa, cho nên Bảo đã đi mua 3 ly trà sữa, là anh Bảo một ly, Bảo một ly, mẹ Bảo một ly, để có một cái vị ngọt trước đã. Thường thường thì mình phải dùng ngọt. Cái vị ngọt khi người ta uống vào, người ta sẽ cảm thấy thoải mái, sẽ cảm thấy thư giãn. Thì lúc này á, thì mọi thứ nó sẽ trở nên tích cực hơn. Thì sau khi mà uống xong á, thì Bảo chêm vô mấy câu trước là: Hôm đó Bảo thấy mẹ Bảo mặc đồ rằn ri á, đồ lính á, nói là: Trời ơi, dạo này hả, mommy của con hả, ốm ghê á, mặc đồ bó nữa. Mẹ mặc đồ bó mẹ không thấy khó chịu hả? Trời ơi, nó đúng giường người mẹ luôn á. Áo rằn ri này đẹp dễ sợ luôn. Chị Nghi cũng nói mẹ dạo này thấy hình mẹ trên Facebook á, mẹ ốm nhơ mà chị Nghi kêu là: Mẹ hả, giảm cân vừa thôi, mẹ giảm vậy là đẹp lắm rồi. Chị nghe xong chị: Thiệt hả con? Trời, mẹ cũng thấy vậy, mẹ mặc áo bó thì mẹ không có thấy, mẹ thoải mái lắm. Bây giờ mẹ ốm lại rồi. Quên, thành viên mới. Mày đừng có đánh lừa người ta, mày đừng có đánh lạc hướng tao cái vụ mà thành viên mới nha. Mày phải nói rõ cho tao thành viên mới là sao. Sau đó thì Bảo mới nói rằng đó là cái lúc này á thì mình Bảo cần phải bình tĩnh, và Bảo nói với mẹ Bảo bằng một cái giọng rất là, trời, tao nói là Hàn Quốc luôn má, rất là nói bằng cái giọng mà tới những cái phân đoạn mà tình cảm lãng mạn á. Bạn bình tĩnh, mình phải bình tĩnh trong cái trường hợp này, mình phải bình tĩnh vì mẹ của mình đang gọi là rất là phẫn nộ, mình phải bình tĩnh thì mới có thể kìm được. Thì Bảo mới nói với mẹ Bảo rằng đó là: Thì đó là con nuôi bé Béo 2 tuần nay rồi, mà nếu mà 2 tuần nay á mà mẹ hoàn toàn không phát hiện á, có nghĩa là con nuôi quá sạch,
con nuôi quá sạch, bởi vì mẹ cũng biết rồi đó, chỉ cần một cái dơ duy nhất thôi là mẹ cũng sẽ phát hiện. Mà lần này mẹ không phát hiện, mà 2 tuần phải đợi tới khi mẹ quay, con quay video thì mẹ mới phát hiện. Thì có nghĩa là con đã quá sạch và con có rất có trách nhiệm với lại con của con là con béo á. Thì bảo nói vậy á, cái xong rồi hả là bảo mới nói là hả, mẹ cứ yên tâm đi, bây giờ hả con lớn rồi, con có thể tự lo được cho con béo. Với lại hả là con khi mà con đem béo về á là con cũng đã học kinh nghiệm của những người nuôi trước, và con cũng đã tập cho béo đi vệ sinh đúng chỗ rồi, cho nên mẹ không cần phải lo. Xong rồi á thì mẹ bảo mới gọi là nói là mày nuôi nhốt động vật như vậy là không có tốt. Mày giam cầm người ta xuống địa ngục thì mẹ sẽ bị trừng phạt đó. Cái xong rồi bảo mới giải thích cho mẹ là không có đâu, cái chuyện đó là không có. Bởi vì á mẹ biết sao không, mình nuôi á chó như vậy á, tại vì nếu mà nó đi ra ngoài đường, mẹ thử nghĩ coi, nó đi ra ngoài đường lỡ nó bị hả xe bắt chó bắt làm sao, hoặc là lỡ hả nó bị vô chạy thịt chó người ta ăn thịt nó làm sao, hoặc là lỡ nó bị đánh, hoặc là lỡ nó bị gặp mấy con chó khác dữ hơn sẽ cắn nó làm sao. Mình nuôi nó, mình nuôi nó ở trong nhà, mình chăm sóc cho nó, mình cho nó ăn ngon, thì cũng giống như là mình cứu một sinh linh vậy đó. Khi mà sau này mà mình có chết đi á, thì khi mà mình đi ngang cái cầu á, cái cầu mà các bạn cái cầu mà thường hay nhắc tới á, thì á những cái sinh linh mà mình đã từng nuôi và mình đã từng cưu mang á, nó sẽ đứng ngay cái cầu đó, nó chờ mình, và sau đó nó dắt mình qua cầu một cách an toàn, nó sẽ bảo vệ mình. Những cái vong hồn nào mà ở dưới nước người ta muốn trồi lên người để người ta bắt mình á, thì nó sẽ sủa cho những cái vong hồn nó biến đi. Từ khi nuôi bé béo con biết cách trách nhiệm hơn, với lại từ khi mà con nuôi bé béo á, trời ơi con may mắn, con kiếm được con á hả may mắn trong công việc hơn. Nói chung là con rất là vui, mình đưa những cái mà tích cực ra cho mẹ mình thấy á. Thì sau khi mà mẹ mình nghe xong á thì rốt cuộc chị cũng đã siêu lòng và chị cũng đã cho mình nuôi. Nhưng mà trước khi chị cho mình nuôi á thì chị cũng phải nói là mẹ không có được mà cho nó xuống phòng tao. Nhưng mà thiệt sự là bảo chắc chắn với các bạn một vài ngày nữa chị sẽ bế con béo và không cho mình đụng vào. Và sau khi á mà mẹ mình đã chấp nhận cho mình nuôi bé béo rồi á, thì mình ôm mẹ mình, trời ơi con cảm ơn mẹ nhiều nha. Mà còn một bé mèo ở trong phòng con nữa đó. Ôi, mẹ mình vừa từ cú sốc này mẹ mình sang cú sốc khác. Cái xong rồi lúc mà mình đang ôm mẹ mình gì nè. Nói chung á là mình làm cái video này là để mình nói với mẹ mình rằng mình rất là yêu mẹ mình rất là thương mẹ mình. Thực sự á là vì một cái điều mà con yêu thích và con muốn làm, và mà mẹ có thể gọi là chấp nhận dù điều đó là mẹ không thích, thì đó là một cái sự gọi là hy sinh của mẹ cho mình, và mình rất là cảm ơn mẹ nhiều nha. Nói chung rất là vui. Cậu con biết rằng á, trời ơi, mình phải nịnh mẹ mình chứ, mình phải nịnh mẹ mình biết là mẹ mình sẽ coi video này. Con biết rằng á là con có đốt đuốc đi tìm khắp cái trái đất này cũng không tìm được một người mẹ nửa như mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều. Ok, video của Bảo tới đây là đã hết rồi. Nếu các bạn thích video này đừng quên nhấn like cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ channel của Bảo nha. À, và nếu các bạn muốn Bảo làm một video để chia sẻ kinh nghiệm nuôi mèo và nuôi chó, thì các bạn có thể comment bên dưới những cái câu hỏi mà các bạn thắc mắc về chó và mèo để cho Bảo biết nha. Bởi vì á, trước khi mà Bảo nuôi bé Beo và bé Béo á, thì Bảo đã tìm hiểu về cách nuôi dạy nè, cũng như là cách chăm sóc hơn 2-3 năm rồi. Nói chung là Bảo tìm hiểu rất là lâu rồi, và Bảo chắc chắn với lại cái kinh nghiệm của mình rồi á, mình mà mình có được rồi đó, thì Bảo mới nhận nuôi bé Beo và bé Béo, mới dám nhận nuôi bé Beo và bé Béo nha. Bởi vì nếu mà mình nhận một cái sinh linh về á mà mình không có cái kiến thức trước, các bạn nghĩ đi, nếu mà các bạn không có một cái kiến thức trước á, thì khi mà các bạn nhận con về á, con nó làm vậy làm kia mà các bạn không biết, mà các bạn không biết rằng đó là bản năng của con, mà các bạn cứ nghĩ là con làm sai á, thì nó sẽ rất là gây stress cho các bạn, đúng không? Bởi vì nếu mà các bạn stress á thì các bạn sẽ không nuôi con của mình tốt được, và nó sẽ rất là tội cho bé. Cho nên nếu mà các bạn thích Bảo làm một video nào nữa về chó mèo thì các bạn có thể comment bên dưới cho Bảo biết nha. Còn video mà để giới thiệu bé Beo và bé Béo á, là xem bé Beo và bé Béo trực tiếp á, thì các bạn có thể qua kênh của anh Mammoth TV. Bởi vì bên kênh của anh Mammoth TV là sẽ quay về cái cuộc sống thường ngày của bé Beo và bé Béo đó.
còn Bảo thì chỉ làm vlog thôi. Cho nên bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Thực sự là rất là vui khi mình chia sẻ những cái này cho các bạn. Mong rằng những bạn nào mà ba mẹ chưa cho nuôi chó mèo thì cái kinh nghiệm của Bảo có thể giúp ích được cho các bạn. Bye bye. Boom boom boom.